Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đi Dò. Bạn Lưu Vy Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Bà Lô Tà Ly. Đây là giải 44 vào những ngày Tết Tây nha các bạn, 2022, sân của Thanh Nhẹ. Cầu Trà Ôn. Ngọn Tầm Du, Long Xuyên, Bình Đức, An Giang. Đây là trận bán kết thứ hai. Đi trước màn ống kính của Lâm là Thắng Mắt Kiến đến từ Gò Vấp, Hồ Chí Minh City. Phối hợp cùng Phúc Quảng Bình tay trái và Vinh Giàu cùng Cảnh Hòa Lạc và một em trường 2. Còn bên kia sự xuất hiện của đội chủ nhà Somno 2002, Nisavan giữa nhân nhỏ đầu vàng và nhẹ Nisavan. Nisavan xử lý rất khó chịu những trái bóng lên lưới của mình. Một đều. Nam nhỏ phát bóng. Nam nhỏ phát bóng hỏng. 2-1. Đó anh cao su. Một pha kết thúc tốt của Thanh Nhẹ. Hai đều. Thắng Mắt Kiến. Thắng Mắt Kiến đã trở lại sở trường biên số 2 của mình các bạn ơi. Thật sự Thắng Mắt Kiến với những pha trung bình biên số 2 rất khó chịu. 3-2. Thanh Nhẹ quá khó chịu. Ba đều. Thật sự sân nhà của Nhẹ quá khó chịu nha các bạn. Tay trái bẹp bẹp thôi nhưng mà lấy điểm liên tục. Một cú ra tay quá nhanh của Vinh Giàu. Lại là Nisavan, quá những cú bóng quen thuộc của Nisavan. 5-4 hay mấy rồi Hồng Chánh? 5-4. Thẳng Mắt Kiến. Một pha trắng quá hay của Nisavan. 6-4. Vinh Giàu đập bóng tốt. 5-6. Quá khó chịu cho Nhẹ. 7-5. Người gầy gầy muốn đánh tốt rồi. Muốn lực đi. Thắng Mắt Kiến lại vụt móc bay ra ngoài rồi. 8-5. Hồng Hồng kia 1m76 cũng tầm tầm đó mà có 5-6 ký à, tại đặt mặt cái Hồng kia lúc trước nó đánh ghê. Lại là Vinh Giàu. 6-8. Vinh Giàu phát bóng hỏng. 9-6. Tiếp tục. 7-9. Tốt à.
8 trên xem nô dục móc bay ra ngoài. Quá hay cho Phúc. Phản công cho thằng Bắc Kiên. Quá hay. Chín đều. Sừng châu thằng Bắc Kiên mọc lên rồi các bạn ơi. Chín đều. Anh em của team của thằng Bắc Kiên với bộ đồ HI đen. Quá trái xíu ơi. Chín đều. Rambun, Rambun. Sôm nâu. Hút tầm giới của Mắc Kiên. Mời trên. Đây là trận bán kênh rất hay nha các bạn. Vinh vào cắt đường y bóng bay ra ngoài. 11 trên. Cách nhiêu là mày nói. Một pha xử lý quá hay của Cảnh Hòa Lạc. Xin lỗi các bạn, mấy thằng trẻ lên tôi lung tung quá. Mấy hả? Lọt luôn hả? Một pha đập bóng đầy quy lực của Somno. 12-10. Thằng Mắc Kiên quá khó chịu. Quá khó chịu cho thằng Mắc Kiên vào bóng vậy rồi. 11-12. Nhìn thấy luôn, dạo nhìn không thấy cả. 13-11. Nhìn thấy rõ luôn mà. Mấy cái bánh ngày xưa dễ ăn này Lâm được thì. Nhào tới đâu đâu đợi cho chú. Nhìn thấy luôn, thấy rõ nha mọi người. Thiếu rồi. Ngoài luôn. Quá đáng tiếc, một pha bóng rơi lẫn lự cho bóng bay ra ngoài. 14-11. Đập buôn đập mui. Thẳng Mắc Kiên. Pha phòng thủ quá hay của nam nhỏ. Lại là cái cùi của Thanh Nhẹ. Quá hay. Thằng Mắc Kiên. Quá ghê. Thật sự cho banh này quá hay cho hai bên các bạn ơi. 12-14. 16 tới lần nha các bạn. 16 tới lần. 16 tới. Đụng nóc. 12-14. Một pha xử lý quá hay của Nixon. 15-12. Bỏ lộ khó chịu rồi. Kết thúc chương trình đài truyền hình nên là hết. Xin chúc mừng team chủ nhà Thanh Nhẹ, Nixon, Sơm Nô, Nhân Nhỏ, Nam Nhỏ vào bờ an toàn. Ông bầu chí ơi, tình hình thế nào? Hai bên nào, bên nào? Ông bầu kia ông nuôi nhiều thằng quá, bên là lính nào lính đó ổng không chết luôn. Giờ chỉ có hai nước hai bên là đè ăn ổng luôn.
quê giờ yếu xìu.